3T74, lốp xám còn vuông, lốp xám đen, còn siêu phẩm luôn. Siêu phẩm. Xin chào cô bác chị em nha. Này thì em quay cho các bác chị em tham khảo cái động cơ Yanma. Con này quá mới quá nha mày, mới cực kỳ luôn á. Này Yanma 3T74 quá nha, 22BS dòng tua 2008-3050. Đấy, con này nắp còi vuông, đời lốc xám với chì. Con này mới keng luôn, quá đẹp. Này đời cao quá chị ha, có sợi tắt điện luôn. Đấy. Con này có anh chị em nào chạy xuồng, chạy ghe hay là phát điện gì cũng ok ha. Nắp vàng ươm, mới lắm, mới lắm lắm. Đấy, bên em thì luôn chọn những cái động cơ nó đẹp như thế này quá nha, về phục vụ cho quá chị em xài lâu xài bền ha. Phương châm anh em là chủ yếu là xài lâu xài bền, chất lượng đấy, để mình có uy tín lâu dài cho quá chị em đấy. Rồi em sẽ đề nổ máy cho quá chị em nghe tiếng máy nha. Trước khi đề thì mình sẽ cho tắt điện nó vô, tắt điện ngâm quá nha, 3 giây nha. Đấy. Dùng Yanma thì đẳng cấp rồi các bạn chưa? Mà được mấy con máy nó mới như thế này thì êm lắm. Đấy. Tình trạng máy thì khỏi bàn quá chứ. Đấy. 3T74 còi vuông, đời lốc xám với chì. Đời này cũng rất là ít có mà ha. Đa số đời lốc đen nhiều, lốc đen thì đời thấp hơn con này chút xíu. Tình trạng máy thì thôi nó như máy mới luôn, xuất sắc. Tâm lên cành đào luôn. Có anh chị em nào nhu cầu sử dụng thì nhanh tay giùm em ha. Con này rất là VIP nha các anh em. Đấy, cục đề đó trắng tinh luôn. Đề sạc cái gì? Mới cực kỳ mới. Rồi, em cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều nha. Cô bác chị em có nhu cầu sử dụng mấy cái động cơ máy nhỏ thì em hỏi giùm em ha. Em cũng về được là về máy nhỏ rất là nhiều nha. Nhưng mà do bạn biểu công việc nhiều quá cho nên cũng không có thời gian quay lên. Bữa nay những thời gian quay lên cho cô bác chị em tham khảo giúp giùm em ha. Đấy. Như con muốn đề 34, còn Isuzu 3.3 nhìn những bộ phát điện quá nha. Phát điện thì ngày nào cũng làm liên tục, à không kịp đó nha. Cô bác chị em cũng đặt trước cũng lâu rồi. Nhưng mà cô bác chị em cũng chưa gấp đó, cho nên mình cũng làm từ từ. Vì gì đó nó phải từ từ quá chị em ha. Mình làm phải nó trao chuốt cho nó kỹ lưỡng, đẹp, chất lượng. Thôi, em cảm ơn rất nhiều quá chị em ha. Xin chào. Thì con này thì mười mấy cành quá chị em, cũng rất là dễ sử dụng thôi. Cô bác chị em có nhu cầu thì ủng hộ giùm em ha. Xin chào. Và hẹn gặp lại các bác chị em video tiếp theo nha.